Thưa quý thầy cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng Giêng năm 2011. Thưa các vị là thiền tứ niệm xứ, gồm có bốn phần, tức là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Thế nhưng mà cái phần quán pháp này, đầu tiên khi chưa đi vô thì tôi cứ nghĩ nó rất là giản dị. Nó gồm có nội pháp, ngoại pháp, tức là sáu căn, sáu trần và sáu thức, mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta. Rồi bên ngoài đó là sắc thinh hương vị xúc, và bên trong đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thiệt thân và ý thức. Tôi nghĩ giản dị nó là như thế. Thế nhưng mà thưa các vị, càng đọc vô kinh văn sâu á, thì quán pháp đó là một phần rất là rộng và cũng rất là khó ở trong bốn phần của thiền tứ niệm xứ. Mình nêu một chút vấn đề thì các vị thấy nó khó thế này. Ví dụ như trong cuộc sống đời thường chúng ta thì chúng ta phân là hai phần, đây là chủ thể rồi đối tượng. Thì hai phần này cũng gọi là pháp cả. Cái này được gọi là tâm, cái này được gọi là vật hay là cảnh. Thì thưa các vị, cái phần này cũng gọi là pháp, phần này cũng gọi là pháp. Nó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai đó là mình tổng kết luôn cái hai phần này lại trong một cái vòng tròn, thì cái này cũng gọi là pháp nữa. Thế cho nên rất là khó để chúng ta đi vô. Đó là trên văn nghĩa thì nó đã khó, cho nên các vị không thể phân biệt được cái nào là đối tượng, cái nào là chủ thể. Rồi cái tầng sâu xa hơn, thưa các vị, mình phân tích điều này để cho chúng ta dễ đi vô nữa, đó là thế này. Hai loại pháp là phàm phu và thánh pháp. Ví dụ như phàm phu đó là tâm ta khởi sân si, tức là khởi buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, thì các vị phải an trú ngay cái trạng thái tuệ tri để nhận biết đó. Thì gọi nó là quán pháp trong pháp. Thế nhưng mà tâm các vị có định, có tuệ, có trạng thái hỷ lạc và khinh an, đắc được một chút niềm vui trong con đường tu tập, thì tất cả những trạng thái ấy cũng được gọi là pháp. Các vị cũng phải nhận biết nó một cách rất là rõ ràng, chứ không có giản dị là ta an trú trong trạng thái khinh an rồi ta nghĩ rằng mình đã thành đạt được cái gì cả, vẫn còn đang ở trong tiến trình tu, cho nên gọi là quán pháp trong pháp. Con dịch theo kịp không? Và các vị thiền sinh có dễ hiểu phần này không? Cái phiền não của ta tu tập để loại trừ thì tất nhiên rồi. Thế nhưng mà cái phần an lạc do chúng ta nếm được hương vị của sự tu, chúng ta cũng phải loại trừ. Đó là tầng thứ hai của quán pháp trong pháp. Rồi hôm rồi chúng ta có một định nghĩa pháp là gì? Thưa các vị, từ tinh thần kinh văn để chúng ta định nghĩa pháp, và từ những lời tuyên ngôn của Đức Thế Tôn để chúng ta định nghĩa pháp. Thế nhưng mà cái phần định nghĩa gì về chữ pháp nó vẫn còn chưa hết. Cho nên hôm nay chúng ta là đi quanh quanh về vấn đề pháp là gì. Và đây là một vấn đề nó khá là quan trọng. Và chừng như trong ngôn ngữ của nhân gian này, người ta chưa tìm được một cái tiếng nào nó tương đương với tiếng Pháp của Đạo Phật để định nghĩa về nó cả. Trong từ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, vân vân, dường như chưa có một loại ngôn ngữ nào nó mang cái nghĩa hàm xúc như cái tiếng Pháp của Đạo Phật muốn nói. Nó chỉ vật thể hữu hình hữu sắc, cân đong đo đếm được. Rồi nó chỉ những trạng thái tâm thức của các vị mà nó không hề có hình sắc gì cả, như buồn, như giận, thì nó cũng được gọi là pháp. Rồi nó chỉ những tâm thức phàm phu, rồi nó chỉ những cái tầng thành đạt của thánh quả cũng gọi là pháp. Và thậm chí những cái điều nó chưa có trong cuộc đời này, nó chỉ là khái niệm rất là mơ hồ bằng cái sự suy nghĩ viễn tưởng của các vị. Cái gì mà nó có thể hình dung được trong tâm thức của các vị đều gọi là pháp cả. Thế thì nghĩa của nó rộng biết chừng nào.
Rồi cái nghĩa sâu xa hơn, thưa các vị, đó là Bồ Đề Tâm cũng gọi là Pháp, Phật Tánh cũng gọi là Pháp, và năng lực sống động vô hình tiềm phục trong từng hình hài con người nó cũng gọi là Pháp nữa. Thế thì cái chữ này nó nghĩa nó rất là rộng vậy. Thế nhưng mà trong duy thức học người ta có một cái định nghĩa. Bây giờ mình đi vô cái phần là Pháp là gì nha. Đây là phần thứ nhất của cái chương Quán Pháp trong Pháp. Và phần thứ nhất này mình ôn lại. Chúng ta có những cái bước đã đi ngang qua. Thứ nhất nữa là chúng ta nói đến cái nghĩa của nó từ kinh văn. Từ kinh văn. Và cái phần từ kinh văn này thì nó có những cái ý là, một là chúng ta khai thác cái ý nghĩa từ cái văn bản kinh niệm xứ chúng ta đang học. B, đó là các vị khai triển nó từ cái tuyên ngôn của Đức Thế Tôn. Và cái phần C, chúng ta khai thác nó từ cái văn học của Phật giáo Đại Thừa. Cái phần này, thưa các vị, là chúng ta y cứ vào văn học của Phật giáo Nguyên Thủy, tức là văn học A Hàm, văn học Nikaya đó. Còn cái phần phía dưới này, chúng ta y cứ vào những cái văn bản của Phật giáo Đại Thừa, người ta định nghĩa về cái từ này, từ Pháp này. Mình đi lang thang như thế này nhưng mà nó không bao giờ dư, để cho các vị có một cái nhìn rất là rộng về ý nghĩa của chữ Pháp. Và kỳ thực là nếu cái phần ngữ nghĩa mà chúng ta nắm không có cẩn thận, thế thì chúng ta không biết cách để thực tập. Tôi ví dụ thế này thôi. Ví dụ như trong Bách Pháp Minh Môn Luận, tức là trong cái hệ duy thức học, người ta phân tích ra 100 loại hành tướng của Pháp, gồm có bên trong là tâm, bên ngoài là sắc, và chia ra làm 5 nhóm. Và trong 5 nhóm đó thì 4 nhóm đầu nó thuộc về hữu vi pháp, nhóm thứ 5 nó là vô vi pháp. Và trong cái phần hữu vi pháp, tức là trong cái phần tâm và tâm sở này, mình trích ra phần nhỏ để làm cái ví dụ cho các vị thấy đi vào từng cái từ nó rất là quan trọng. Họ phân ra 5 món biến hành, 5 món biệt cảnh, nó là loại tùy thuộc vào tâm thôi. Liệt kê ra những cái trạng thái tâm thức nó có bên trong các vị để mình dùng cái ví dụ cho các vị thấy là những cái từ ngữ chúng ta học nó rất là quan trọng. Ví dụ như một cái pháp nhỏ là 5 món biến hành thôi. Nó gồm có xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Xúc là gì? Tức là mình chạm vào bất cứ một cái vật gì gọi là xúc. Ví dụ như tai các vị chạm vào lửa thì các vị biết nó là nóng. Tuy nhiên cái việc này rất là dễ để cho chúng ta thử nghiệm. Thế nhưng mà mắt các vị nhìn vào bông hoa có xúc không? Cũng xúc. Mắt ta tiếp xúc với sắc màu được gọi là xúc. Thế nhưng mà có những trường hợp mình nhìn nhưng mà mình không thấy. Lúc đó thần trí mình đang đi chơi. Cho nên nó thiếu cái phần thứ hai gọi là phần tác ý, tức là phần khởi cái ý thức muốn nhìn. Nhìn nhưng mà không có cái khởi ý muốn nhìn, cho nên nhìn mà không thấy. Phải không? Và do vậy cho nên nó không có cái phần phát sinh thứ ba, đó là mình cảm nghiệm được cái đẹp của bông hoa, cảm nghiệm được người kia là nam hay nữ, nghe âm thanh kia là tiếng nhạc hay là tiếng của chim hót, mình không biết. Một cái tiến trình nhìn để đưa đến một cái sự nhận biết của ghét hay thương, nó kéo dài qua ba phần như vậy. Khi anh có cảm nghiệm thì anh phải đi ngang qua ba phần, tức là anh nhìn, anh tiếp xúc, anh khởi ý, anh chú ý về đối tượng đó, nó mới khởi ra cái điều là anh ưa thích hay là không ưa thích. Rồi anh mới suy nghĩ về điều đó, rồi anh về anh trầm tư, anh hồi ức lại. Thế thì một cái nhìn của các vị để nó khởi ra một cái tâm hành bên trong, nó kéo dài qua tới 5 công đoạn như thế, 5 phần như thế.
mỗi phần đều gọi là một pháp. Nhìn đã có một pháp rồi, rồi đem cái sự chú ý anh để chú ý cái đối tượng anh nhìn là cái pháp thứ hai, là cái tiến trình thứ hai. Mà mỗi một tiến trình như thế thì thưa các vị, ta đều an trú sự nhận biết ngay nơi đó để nhận biết từng cái diễn hành của tâm thức ta, gọi là quán pháp trong pháp. Chắc đủ dễ hiểu. Thế thì các vị hình dung là quán pháp trong pháp nó đòi hỏi chúng ta làm cái chi? Làm cái chi? Không có giản dị là chỉ có chân bước vậy, an trú chánh niệm ngay nơi bằng chân mà được gọi là tu hành nghiêm túc. Tại vì truyền thống thiền nguyên thủy người ta dạy thế này: trước khi anh dở chân thì anh đã có khởi ý là tôi dở chân, rồi anh dở chân lên, rồi anh đưa chân tới, anh khởi ý đặt chân xuống, rồi anh mới đặt chân xuống, rồi cái bàn chân anh mới chạm đất. Họ kéo dài rồi giống như chúng ta quay phim thật chậm để thấy từng cái tiến độ vậy. Và trong mỗi giai đoạn, ví dụ như anh dở chân lên, anh đưa chân tới, đặt xuống, mọi cái động thái như thế anh đều đem sự nhận biết anh đặt vào rất là nghiêm túc, không được rời phút giây nào, gọi là quán pháp trong pháp. Thế thì các vị hình dung là cái chuyện tu quán pháp trong pháp này nó giản dị hay là nó nghiêm túc? Thưa, do vậy cho nên cái điều chúng ta bàn ở đây đó là những cái từ ngữ, ngữ nghĩa của nó rất là quan trọng để các vị đi vô là như thế. Bằng không thì ta nói chuyện phiên phiến trên trời thôi, chứ ta không thể đi sâu vào những pháp tu được. Và có một bài kinh ở trong Tạp A Hà mình dẫn ra đây để cho các vị kinh sợ. Đức Thế Tôn dạy đạo không có phải như là phân phớt như trò chơi đâu. Đừng có đem cái tâm coi thường giáo pháp Đức Thế Tôn, học đùa đùa chơi chơi mà nếm được hương vị Phật Pháp. Một hôm Đức Thế Tôn kêu các thầy thì kheo lại, dạy cho các thầy biết là các cái hành nó vô thường, nó sinh diệt. Các ông phải đem tâm quán chiếu về cái sự vận hành của mọi hành trên nhân gian này. Chữ các hành có nghĩa là các pháp, thưa các vị. Các pháp trong nhân gian này, thứ nhất là nó vô thường, thứ hai là nó thay đổi, thứ ba là nó sinh diệt, nó nhanh không thể tưởng tượng được. Cho nên các ông phải đem hết cái trái tim của các ông đặt vào sự tu, các ông mới nếm được hương vị Phật Pháp. Hay nói một cách gần là thế này: các ông hãy quán chiếu thân của các ông, thọ mạng của các ông, cái đời sống của các ông á, nó nhanh vô cùng không thể tưởng tượng được. Thọ mạng của con người nó qua rất là nhanh, thưa các vị. Chứ nó không có giản dị là một hình hài anh như thế rồi nó đứng yên như thế. Cái sự diễn tiến của cái chết nó có trong hình hài của anh, nó nhanh không tưởng tượng được. Đó là cái câu Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Tạp A Hàm. Các thầy nói một câu thế này: xin Đức Phật dùng cái ví dụ để cho con hiểu là các hành nó nhanh như thế nào, thọ mạng nó nhanh như thế nào, xin Thế Tôn dùng cái ví dụ cho tụi con hình dung. Thế Tôn nói giống như có những người chiến sĩ cực kỳ giỏi. Bốn người, họ bắn bốn mũi tên qua bốn hướng như thế này. Nếu có một lực sĩ cực kỳ giỏi thì họ chỉ cần vút một cái, họ có thể lấy được bốn mũi tên vừa bắn ra khỏi cung. Nhưng mà vẫn chưa nhanh bằng những vị không thần, tức là những vị thần ở không gian, họ đưa tay họ lấy lại rất là dễ. Thế nhưng mà những vị không thần ở không gian á, những vị thần đang lơ lửng trong không gian vẫn còn chậm hơn những vị địa thần. Có những vị địa thần họ nhanh hơn những vị thần lửng lơ trong không gian. Những vị địa thần họ sẽ nhanh hơn vị không thần kia. Thế nhưng mà cái vị địa thần không nhanh để lượm bốn mũi tên kia đi bốn hướng nhanh bằng cái vị nhật nguyệt thần. Hay chúng ta dùng một cái từ đó là không có nhanh bằng những vị thần có tốc độ bay nhanh như ánh sáng. Họ sẽ lượm bốn mũi tên của bốn người vệ sĩ kia thu gom về rất là nhanh. Và này các tỳ kheo, cái vị nhật nguyệt thần, tức là cái tốc độ nhanh của ánh sáng kia, vẫn không nhanh bằng các hành vô thường, không nhanh bằng thọ mạng người ta đang đi về cái chết. Cho nên các thầy phải quán chiếu về các hành nó vô thường như thế.
Thế thì thưa đại chúng, mình kể câu chuyện trong tạp A Hàm để cho các vị kinh sợ là cái sự vận hành của mọi pháp hữu vi trên nhân gian này nó có một cái tốc độ cực kỳ nhanh. Ngày xưa chúng ta không có hình dung được. Thế nhưng bây giờ thì khoa học nó rọi ánh sáng vô cái viên đá thôi. Họ cắt cái viên đá một cái mặt phẳng như thế này. Họ dùng một cái loại kính phóng đại lên cái 1 triệu triệu lần để thấy là những cái hạt vật chất cơ bản á, nó có một cái tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng mặt trời để nó làm thành cái vật thể rắn kia. Ta cứ tưởng chừng như cái viên đá nó bất động, nhưng mà thưa không, viên đá nó không bất động. Dù rằng nó nằm nhiều triệu năm trên hành tinh này, thế nhưng mà để cái viên đá đó nó tồn tại, nó giữ được cái bản chất rắn của nó, thì những cái hạt điện tử, hạt vật chất cơ bản đó, nó có một tốc độ nhanh cực kỳ. Trên mặt phẳng ta thấy chừng như nó không có gì biến đổi, nhưng mà ta dùng một cái loại kính phóng đại tới nhiều triệu lần thì thấy là chưa bao giờ có 2 tấm phim chụp mặt đá y như nhau. Thế thì các vị hình dung là cách đây 25 thế kỷ, Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta biết là mọi vật chất hữu vi, dù là viên đá không có sự sống, cái tốc độ vận hành của nó nhanh như thế. Thế thì các vị hình dung lại là hình hài của ta. Cái sự biến hoại vô thường, cái chết nó đẩy các vị nhanh đến độ nào, các vị không có lường được đâu. Rồi các vị nhìn vào bên trong tâm của các vị, những cái buồn, giận, ghét, thương, những cái ưu tư, phiền muộn và những cái suy nghĩ của các vị, cái tốc độ nó nhanh chúng ta cũng không thể lường được. Và nó nhanh đến nỗi là chúng ta tưởng chừng như nó không có di chuyển, tưởng chừng nó nguyên như thế. Giống như con mắt của ta, ta nhìn thấy cái thác nước kia như một miếng vải trắng từ trên cao buông xuống mà không hề là một dòng nước. Thế nhưng mà đến gần thì nó là một dòng nước. Thì đời sống của các vị là như thế, hình hài của các vị là như thế, vui buồn của các vị là như thế, sự suy nghĩ của các vị là một dòng chảy nhanh như vậy, nó làm thành đời sống của một con người. Và khi Thế Tôn nói lên những điều như vậy, hoặc là dạy cho chúng ta những phương pháp đi vào sự quán chiếu này để làm gì? Câu hỏi đặt ra là để làm gì? Để anh thấy anh vốn là vô ngã. Anh không có cái gì để anh tự hào là anh cả. Nó vận hành, nó trôi chảy, nó bồng bềnh, nó đang đến đi sinh diệt. Anh không hề là cái gì có cái ngã trong đây cả. Cái gì để tự hào về bản thân anh cả. Không có gì để kiêu ngạo, để tự hào, để sầu tư, để buồn tủi, để cảm thấy mình là cái gì ghê gớm giữa tầng đời cả. Tất cả những cái khổ là do chúng ta tự thấy ta là thế này, ta là thế nọ, ta là thế kia. Ta tưởng chừng như ta là một con người ghê gớm. Ta tưởng chừng như không có ta là hành tinh này nó ngừng quay. Không có mình trong nhà cái rồi thiên hạ chết hết. Thưa, không hề có chuyện đó đâu. Anh không là gì cả. Và nếu anh quán chiếu được tới tầng này thì thưa đại chúng là mọi cái nỗi khổ tự nhiên nó rời đời sống anh. Nó không có cái lý do gì nó bám vào thân tâm anh hết. Đó là cái tầng rất là dễ hiểu để chúng ta đi vô cái phần văn học đại thừa dạy cho chúng ta. Đó là mình giải thích cái sự vận hành đó là nhanh như vậy. Và quy chiếu lại thưa các vị, trừ phi mình cảm thấy cái chuyện tu nó là cái chuyện phất phơ chơi thôi, thế thì các vị không cần phải học. Còn nếu các vị thấy chuyện tu nó là lý tưởng cho một đời mình á, thì thưa đại chúng là từng cái danh từ Phật học một ta phải thuộc. 100 món mà người xưa quy định là mọi pháp nhân gian này, từ hữu vi đến vô vi, từ bên trong tâm thức cho đến bên ngoài, những cái đối tượng của tâm hành, tất cả những tên gọi của nó, thưa các vị không có phải là mình lơ phất phơ học lôi thôi qua rồi xong đâu. Mạng sống của ta nó không có đợi chờ. Mình luyện đời mình vô già lam, mình không có mày mò học cho rõ ràng từng ngữ nghĩa một. Thưa các vị, đời sống mình nó trôi xuôi qua mất. Và cái chuyện học này không ai khích lệ ai được cả. Không có thầy nào giỏi làm cho ta học giỏi đâu. Các vị là những người tự làm cho mình giỏi hay không giỏi.
mà mình chọn con đường tu làm lý tưởng của một đời người thì thưa các vị không có lý do gì mà không học. Học nghiêm túc vào từng cái từ một trong Phật học. Đừng nghĩ là mình chỉ biết vài ba cái từ ngữ Phật học, hoặc là mình nói được vài ba bài pháp là xong. Thưa, con đường Phật học nó mênh mông. Mỗi một ngày á, đối trước quyển kinh, khấn thầm với thập phương tam bảo là con thề một đời làm người tu, con đọc cho được kinh của Đức Thế Tôn bằng tất cả niềm cảm hứng trong trái tim con. Mỗi ngày các vị nâng cái y lên ngang trán để đáp y thì xin nguyện với thập phương tam bảo là con đời đời kiếp kiếp sinh ra là con đáp y, con làm đệ tử Đức Thế Tôn. Mình đừng có lơ là, đừng có coi những lời phát nguyện đó là bình thường. Thưa các vị, hãy gắn chặt đời mình với cái chuyện tu và học. Mỗi một ngày các vị bỏ vào tâm thức của các vị một từ ngữ Phật học thôi, thì nó làm cho đời sống các vị giàu vô cùng. Bằng không như thế thì thưa đại chúng là dần dần ngày tháng tu nó đi qua rất là nhanh. Các vị bị người ta đẩy lên làm giáo thọ, bị người ta đẩy lên làm những vị thầy lớn. Lúc đó thì bụng thì trống, không có một chữ, mà nghĩ rằng mình tu đã mấy mươi năm rồi, cho nên đầy lòng kiêu ngạo. Và thưa các vị, thiệt thòi vô cùng cho già la, thiệt thòi vô cùng cho tự thân các vị. Trong cái tuổi còn đang học mà chúng ta không có nỗ lực học, thế thì thưa đại chúng là sẽ tới lúc muốn học mà học không được. Và rõ ràng là ta phung phí một đời. 50 tuổi năng lực đã xuống rồi, 60 tuổi thì chỉ có việc ngồi đó đếm từng ngày để chết mà thôi. Chắc như vậy. Tu cũng không tu được, ngồi thì nó mỏi mê, nó mệt nhọc, nó buồn ngủ lên, buồn ngủ xuống. Tới một cái lúc nào đó thưa các vị, người ta muốn phát triển đời sống tâm linh cũng không phát triển được. Và mình đừng coi thường những cái từ ngữ Phật học. Đó là vài điều mình chia sẻ đấy, cho các vị ý thức về cái năng lực tự tra cứu, tự tìm tòi, tự học hỏi của các vị. Có khi mình đổ thừa không có sách học. Có ai đổ thừa vậy không? Thưa, một cuốn từ điển Phật học thôi, các vị học cả đời. Từng cái từ một trong Phật học chúng ta còn chưa thuộc nữa. Ví dụ như mấy cái từ gần gũi nhất cuộc đời, Phật là gì? Có khi mình còn chưa thuộc. Phật có bao nhiêu hiệu? Mình còn chưa thuộc. Pháp vương là gì? Mình còn chưa biết. Thế nào là vô thượng tôn? Mình cũng không biết. Pháp vương, vô thượng tôn, tam giới, vô luân thất, thiên nhân, chi đạo sư, tứ sinh, chi từ vũ. Ngay cái câu thường tụng hàng ngày, biểu giải thích còn chưa trôi. Thế thì làm sao có thể nói mình là một người tu cho đàng hoàng được chứ? Đó là điều thứ nhất, các vị lưu ý. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là có khi chúng ta rất là vụng về, do vì năng lực tu mình cũng không, mà năng lực học mình cũng không có. Cho nên mình cứ nghĩ rằng pháp thoại là cái chuyện lên đó nói chuyện trời trăng mây nước ư. Nói mất lòng nhau ráng chịu nghe. Các vị hình dung đó là pháp tòa của Như Lai, lên đó là tuyên thuyết giáo pháp của Như Lai ạ. Tòa Như Lai tòa, tuyên Như Lai ngôn. Ngồi trên pháp tòa Như Lai nói tiếng pháp của Như Lai, chứ không phải là nơi đó là nơi mình coi thường được. Và nếu mình không có tu tập Phật pháp, mình không hiểu thâm sâu, mình lên đó mình kiếm chuyện vớ vẩn mình nói, thế thì điều thứ nhất là tội nghiệp cho những người Phật tử cư sĩ ở tới đây. Mình hình dung là người ta bỏ 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ tới đây. Mình cứ tưởng là trung tâm tu học của mình tới đây rồi không cần cái chuyện nghe pháp ư. Thưa các vị, đành rằng mình có không gian, có môi trường, có tập thể của người tu rất là đông đảo, có năng lượng tu, nhưng mà cái xương sống chính của những khóa tu, của những ngày tu là thời pháp thoại. Có phải vậy không? Người ta tới người ta học được điều gì nơi chúng ta? Và chúng sinh ở hành tinh này thì họ chưa có đủ cái sự bén nhạy để họ nhìn các vị đi, các vị đứng, các vị ngồi, các vị cười, các vị nói, các vị ăn, các vị uống mà các vị truyền đạt được Phật pháp.
phải dùng ngôn ngữ truyền đạt thôi. Thế mà ngôn ngữ của chúng ta thì chúng ta lại không thấm nhuần được kinh văn giáo pháp. Thế thì chúng ta lên đó chúng ta truyền đạt cái chi? Tội nghiệp cho những người lái xe 3 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ tới đây. Họ ra về, họ rất là thất vọng. Mình không làm tròn thiên chức của một người tu, thưa các vị. Đại Phật tuyên dương giáo pháp là pháp tòa của Như Lai trong các già lam tự viện, thưa các vị. Chỗ đó không phải chỗ bình thường. Trước khi bước lên pháp tòa, đảnh lễ thập phương tam bảo, chúng ta coi thường cái pháp tòa giảng pháp của Như Lai ư? Thế thì có tội ạ. Không giảng được một bài pháp cho nó đàng hoàng thì lên đó mở kinh ra đọc, không ai rầy cả. Đọc một bài kinh rồi giải thích, rồi đọc một bài kinh rồi giải thích, đọc một bài kinh giải thích, thưa các vị. Chắc ăn nhất là như thế. Không ai rầy la ta cả. Và rõ ràng là các vị nhìn Kitô mà coi, họ đi bất cứ phương nào họ đều cầm cuốn thánh kinh đi theo. Mà trong cuốn thánh kinh của họ cái gì trong đó? Đọc kỹ mà coi, thưa các vị, có khi nó rất là nhiều điều bạo động trong đó, mà người ta tự hào vô cùng về cuốn thánh kinh của người ta. Kinh của Đức Như Lai, các vị cầm một cái cuốn Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh hay là Tạp A Hàm vân vân vô, các vị dở ra các vị đọc thôi, vài bài kinh thôi, đủ để làm một thời pháp thoại giúp cho người ta. Người ta không nhớ mình nói là gì, thế nhưng mà người ta sẽ nhớ ý của bài kinh, đọc bài kinh tóm tắt ý nghĩa lại, cái phần chính của bài kinh đã dạy, giúp cho người ta lợi ích vô cùng. Ví dụ một bài kinh trong Tạp A Hà, mình dùng cái ví dụ này để cho các vị ý thức. Một hôm Đức Thế Tôn lấy móng tay này nè, khiều một tí đất lên trên đầu móng tay, hỏi các thầy, thấy đất này nhiều hay là đất ở dưới đại địa nhiều? Các thầy nói giờ, bạch Thế Tôn, đất trên tay của Thế Tôn rất ít và đất đại địa rất là nhiều. Thế Tôn nói, các ông có biết không, làm cho chúng sinh trên hành tinh này mà khởi được cái lòng thương yêu á, một chút xíu thôi, nó khó vô cùng, giống như đất trên tay ta. Còn ác nghiệp của họ thì nó giống như hành tinh này. Nếu có một chúng sinh nào phát tâm tu được thiện nghiệp, phát được tâm từ, rải được lòng thương yêu ít ỏi như vậy đó, các ông có thể hình dung được hay không? Thì các vị hình dung coi, bài kinh nó rất là hay. Từ cái bài kinh đó, các vị đã có một cái nền cốt lõi để các vị chia sẻ pháp thoại, các vị mở rộng ra để cho người ta biết rằng cái năng lực yêu thương nó rất là cần trong cuộc đời. Đại khái là một bài kinh trong Tạp A Hàm thôi, nó đã là cái nền tảng lớn vô cùng để cho chúng ta cống hiến được cho những người tới đây họ tu học. Mà cứ mỗi lần, thưa các vị, tôi có dịp chia sẻ với các thầy cô thì tôi đều khuyến khích các vị nên tự học, hãy đọc vào kinh Tạng A Hàm. Và có một câu tôi nói mà không bao giờ dư, đó là một người tu mà các vị không đọc hết bốn bộ A Hàm là các vị có tội với Đức Phật. Những người cư sĩ bên ngoài, người ta trăm công nghìn việc, người ta không có thời giờ để đọc vô kinh điển, người ta không có thời giờ để tu tập thì không quan trọng. Họ liễn đời sống họ vào trần thế, họ lăn lộn trong cõi luân hồi, chuyện đó chuyện của người ta. Chuyện của chúng ta liễn mình vào đời sống già lam là nhất định một đời này thành tựu phẩm chất đạo đức của một người tu. Luyện đời sống mình vào già lam, thưa các vị, không có một giờ dư, không có một giờ dư. Thì giờ trọn vẹn là thiền tập công phu, là học, là đọc thôi, chứ không có thì giờ dư. Không có chuyện thì giờ để cho cái buồn, cái nhớ, cái thương, cái vẩn vơ, cái ưu tư phiền muộn gì nó tràn lên tâm thức của các vị cả. Đúng nó là như thế. Chúng ta không còn nhiều thì giờ để làm cái chuyện vẩn vơ vô ích, không có nhiều thì giờ để phiền não, để bất an, cũng không có nhiều thì giờ để khởi tâm ganh tị gì hết. Thưa các vị, tất cả những tâm hành phàm phu đó nó đều phải rơi xuống hết. Mà nếu mình không làm được điều này, một đời mình ở trong già lam phí vô cùng. Mất lòng nhau chưa? Một trung tâm tu học mà không thể đào tạo được những người tu có phẩm chất để cống hiến được những bậc thầy đạo hạnh, một bậc sư cô đạo hạnh cho tương lai, thế thì thưa các vị, hoang phí vô cùng tiền bạc, cơm nước và niềm tin của thí chủ người ta gửi gắm cho những cái trung tâm tu học kia.
Và một đời người tu, thưa các vị, mình không làm được cái điều giải thoát cho bản thân, thế thì thôi mình tu làm cái chi? Mình về đời, mình làm việc cực nhọc như bao nhiêu người để đóng tiền, đóng thuế cho chính phủ, để giúp ích cho xã hội. Còn bằng không thì, thưa các vị, mình lường lẫn của nhân gian, rồi mình lường lẫn của thí chủ, rồi mình cô phụ bản thân mình. Cho nên, thưa các vị, rất là nhiều điều mà chúng ta phải nhìn lại bản thân mình và tu học cho nó đàng hoàng. Hứa với lòng rằng mỗi một ngày phải cầm cuốn kinh lên ạ, phải đọc một hoặc hai bài kinh. Và cái phương tiện này không phải là chuyện khó. Thậm chí người ta đọc sẵn trong những cái CD dày để cho các vị nghe. Và hãy nghe trực tiếp vào nguyên văn của kinh điển thôi. Và mình không làm được điều này thì thưa các vị, tội nghiệp cho bản thân mình. Đức Phật Ngài đã gửi gắm tâm sự của Ngài, ký thác dòng chảy Phật Pháp vào tương lai, vào thế hệ chúng ta. Chúng ta xuất gia trong dòng chảy chánh Pháp mà chúng ta không có tiếp nhận được điều này là mình trở thành những đứa con bất hiếu vô cùng. Đó là vài lời nói chuyện để mất lòng nhau. Bây giờ cái chuyện phải trở lại, chứ không thể đi xa được. Thưa các vị, là trong văn học Phật giáo Đại Thừa, người ta có một cái quy định thế này. Dường như cái điều này mình đã có trích cho các vị học rồi. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Con dịch theo kịp không vậy? Con dịch sao mà thiền sinh bỏ đi hết đó là tội của con nhé, không của thầy nha. Thưa các vị, quán thân tánh tướng đồng ở hư không, đó gọi là quán thân trong thân. Cái thứ hai, quán thọ bất tại nội bất tại ngoại, gọi là quán thọ trong thọ. Quán tâm trong tâm là đảng hữu danh tự. Viết xong rồi mình giải thích. Và cái phần cuối đó là bất đắc thiện pháp, bất đắc bất thiện pháp. Gọi là quán pháp trong pháp. Mình giải thích lại cái phần này, thưa các vị. Đây là những điều mình trích từ trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Và trong cái kinh văn này người ta định nghĩa thế này. Quán thân trong thân, nghĩa là anh nhận cho ra bản chất thân của anh từ bên trong cho tới bên ngoài. Nó vốn là rỗng, vốn là không, vốn là không thật. Nó giống như không thôi. Không có gì thật bên trong của anh cả. Gọi là quán thân trong thân. Và thưa đại chúng, là cái điều này các vị nhìn cho kỹ thì các vị nhận ra thôi. Không có một hình hài nào, ngay cái cấu tạo ban đầu của nó không phải là loại phù du cả. Các vị đầu tiên ghé vào thai mẹ, nó mong manh vô cùng như một giọt sữa thôi. Bà mà không giữ gìn kỹ thì các vị không có mặt như hôm nay. Rồi khi các vị có mặt giữa trần đời, nếu người ta không cho các vị uống sữa, không nuôi các vị từng ngày thì các vị cũng không tồn tại tới hôm nay. Rồi ngay thân hiện tại này, nếu người ta bỏ đói các vị không có thức ăn thì cũng không có điều kiện để tồn tại như hôm nay. Đó là về hữu hình, về vật chất của thân, về thân sinh lý, nó đã là một loại phù du như thế. Tướng của nó là phù du như thế. Bản chất của nó bất hòa hợp với nhau, nó chưa bao giờ hòa thuận. Bốn phần đất nước lửa gió trong tự thân các vị nó luôn xung đột. Và mọi cái loại tật bệnh nó đang trực chờ để nó phát sinh. Chỉ cần một tế bào nó phát triển nghịch thôi thì các vị ung thư. Và chỉ cần một cơn gió đi qua thôi, cơ thể các vị không đề kháng được thì các vị ngã cái đuổi ra chết. Và một hạt cholesterol nó trong mạch máu của các vị nó du hành chơi, nó đi lên nó chặn ngang, nó không cho máu lên não thì các vị ngã lăn ra chết. Một cái hạt mỡ trong máu thôi thì chúng ta đủ mất mạng rồi. Thế thì nó mong manh vô cùng, bản chất của nó không có gì bền chắc cả.
Nhận diện cạn nó là nhận diện như thế. Và khi mình nhận diện được tầng này rồi thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, sống giữa cuộc đời này mình sống xứng đáng một đời người, bằng không thì các vị vùi dập đời sống các vị. Các vị không trân quý mình cho đủ. Các vị không sử dụng một đời người xứng đáng thì có khi, thưa đại chúng, là ta dìm mình trong lúc sống và hình hài ta tàn tạ rất là nhanh. Và không hề có cái gì xảy ra nơi thân anh mà không có quả báo liền theo hết. Tôi ví dụ thế này thôi. Một hôm tôi gọi điện thoại về Việt Nam. Chú em tôi nó mách, nó nói thưa thầy, thầy có biết không? Ba bốn đứa nhỏ con nhận nó về con nuôi để dạy nghề cho nó mà nó lì trời sợ. Nó vừa lì mà nó vừa ngu. Dạy không được. Bố nó khổ vô cùng, mẹ nó khổ vô cùng. Có tiền nhưng mà không thể nào làm cho con mình nó thông minh được và nó dễ thương được hết. Tôi hỏi chứ tại sao vậy? Nó nói thầy có nhớ không? Bố nó ngày xưa lúc còn thanh niên uống rượu khủng khiếp. Tôi nói ồ đúng rồi đó. Thưa các vị, một ngày uống một cốc rượu thôi mà 10 năm thì gan của các vị sẽ bị đốt cháy. Các vị có tin điều này không? Người ta đã nghiệm ra như thế. Một điếu thuốc mình hút tưởng không có là gì quan trọng, thế nhưng mà ai biết rằng khói thuốc nó tàn phá gan của ta. Gần nhất là nó làm cho ăn không ngon, sức khỏe đi xuống dần dần. Và cái hậu quả đó là lúc ta uống rượu thì ta chưa hề thấy điều gì xảy ra cả. Thế nhưng mà rồi khi ta có gia đình, ta sinh ra những đứa con, thì con ta nó đần độn, nó khó dạy, nó không thông minh, rồi khổ về ai gánh. Thưa các vị, nhìn những đứa con như thế thì cái nỗi khổ nó lớn vô cùng, nó tràn ngập nơi tâm thức của bố và mẹ. Thế thì quả báo là cái gì? Tự hữu. Do vậy, nếu ta chưa nhìn nhận được hình hài này vô cùng trân quý, để mình sống cho nó đàng hoàng, thế thì ngay cái ban đầu thôi, thưa các vị, là các vị đã tự mình chuốc khổ cho chính mình rồi. Còn nếu các vị nhận diện ra bản chất thân của các vị vốn mong manh, vốn phù du, vốn khó kiếm, một đời người không phải dễ kiếm được hình hài, có khi đã trải qua hà sa kiếp tử sinh, các vị mới có được một hình hài như thế này. Thế thì mình trân quý đời sống mình cho đủ để làm một cái việc gì đó cho nó xứng đáng giữa trần đời. Một là anh sống xứng đáng giữa trần đời. Hai là anh lợi dụng cái điều kiện của thân anh có để anh làm cho một đời này chấm dứt được con đường lang thang vô định trong cõi sinh đi chết về. Không làm được điều này thì thưa các vị, một đời này chìm mất rồi, các vị không tìm được một hình hài khác. Và mình hình dung thế này, mình mà rớt vào một cái cảnh giới nào không phải là cái vùng đất này, cái nơi người ta cực kỳ kỳ thị, thế thì các vị sống làm sao? Cái nơi mà không có giọt nước uống thì các vị sống làm sao? Cái nơi chiến tranh hoạn quả thì các vị sống làm sao? Cái nơi đói kém, tật nguyền nó xảy ra hàng ngày. Một ngày có hàng triệu trẻ em không đủ lương thực để sống còn. Thế thì mình lạc vô những cảnh giới đó thì mình sẽ khổ bao nhiêu? Thế cho nên ngay bước đầu quán thân thôi. Ta nhìn ở mức độ cạn về hình hài của ta thôi, đủ trân quý đời sống mình cho đủ để lo tu. Thế rồi nhìn nó chiều sâu hơn để nhìn thấy bản chất của thân nó vốn là rỗng, vốn là không, vốn là phù du, vốn là mong manh. Để loại trừ cái chi? Tất cả những cái chấp trước về tự thân ta tự nhiên nó rơi rụng rất là dễ, thưa các vị. Có khi người ta không khổ vì cái chuyện đói ăn khát uống, mà người ta khổ vì cái chuyện người ta luôn ganh tị với người về cái chuyện đẹp, chuyện xấu, chuyện dễ thương, chuyện khó thương, chuyện sinh nhà quyền quý và không phải nhà quyền quý. Những cái điều này, thưa các vị, có khi nó vô cùng là phức tạp. Có nhiều người Phật tử họ than phiền với tôi không biết phải làm sao. Họ nói thưa thầy, con của con nó lâm vào cái tình trạng trầm cảm. Tôi hỏi chứ tại sao nó trầm cảm? Nó nghĩ rằng nó không đẹp bằng người ta, nó nghĩ rằng nó không có bạn trai, nó nghĩ rằng nó không học giỏi, nó nghĩ rằng nó không phải con nhà giàu, vân vân, mọi thứ đều có thể làm cho nó trầm cảm. Mà các vị làm sao? Thưa, tất cả những cái điều khổ đó, thưa các vị,
với mình là những người đã lớn đi ngang qua đời sống, mình thấy chừng như không có gì gọi là khổ cả. Cái chuyện vẫn vơ, thiếu ăn mới đáng sợ, chết chóc tới nơi mới đáng sợ, tật bệnh mới đáng sợ. Chứ còn cái chuyện thua kém người một chút có gì đâu. Thế nhưng mà đối với những đứa thanh thiếu niên mới lớn thì chuyện đó nó lớn bằng trời, thưa các vị. Chuyện đó nó có khả năng tự giận như chơi. Thế thì thưa đại chúng là đầu tiên các vị nhận ra thân của các vị từ cạn cho tới chiều sâu, bản chất của nó vốn là rỗng, vốn là không. Mọi cái thứ khổ mà nó phát sinh á, không tự có, không có cái gì gọi là khổ. Chỉ duy nhất có một điều nó làm anh khổ là do cái đầu của anh làm anh khổ thôi, chứ chẳng có chi nó làm khổ cả. Tôi như thế này mà xấu ư? Nếu tôi đứng giữa rừng núi một mình tôi không ai thì làm gì có chuyện xấu. Còn đằng này tôi đối chiếu tôi với một người, tôi thấy tôi thua họ ở chiều cao, tôi không trắng bằng họ, cho nên tôi cảm thấy rất là mặc cảm. Thế cho nên mọi thứ phiền não của các vị nó từ cái đầu của các vị, từ sự suy nghĩ của các vị, từ cái sự chấp trước của các vị mà hình thành thôi. Nếu mà chúng ta loại trừ những cái cố chấp của ta về bản ngã của ta thì khổ không có, chắc như vậy. Đó là cái tầng cạn thôi. Văn học Đại Thừa đã định nghĩa về cái phần quán thân trong thân. Và các vị nhìn sâu sắc điều này thì thưa, mọi nỗi khổ trần đời không dính gì với các vị được cả. Rồi cái chiều sâu xa nhất là quán pháp, mình lượt ngang qua để đi vô cái phần này, bằng không thì đi lang thang hoài. Pháp không phải thiện mà cũng không phải ác, bất đắc thiện pháp, bất đắc bất thiện pháp, gọi là quán pháp trong pháp. Cái tầng đầu nó cho ta một cái ý nghĩa như thế này: mọi thứ giữa nhân gian này nó được hình thành bằng đối đãi. Cái mà ta gọi hạnh phúc á, kỳ thực nó không phải hạnh phúc. Tại sao? Nếu không có cái khổ thì cái mà các vị gọi hạnh phúc nó không phải là hạnh phúc nữa. Cái thứ mà mình nghĩ rằng hạnh phúc đó, nếu mà nó thuần là hạnh phúc liên tục, thế thì nó trở thành nỗi khổ rồi. Tôi ví dụ gần nhất thôi. Ví dụ như món ăn mà các vị thích nhất, đó là sầu riêng đi, hay là phở đi. Nhưng mà người ta cho các vị ăn luôn liên tục, sáng trưa chiều luôn cả tháng. Thế thì nó trở thành cái nỗi ám ảnh mình kinh sợ vô cùng. Trong những ngày tôi đi dạy, có một bà cụ và tới và khóc, thấy rất là tội. Tôi hỏi chứ, sao cụ khóc? Bà nói, thầy có biết không, hạnh phúc nhất của con là được tới chùa tu thôi. Trong đời con như ở tù vậy thưa thầy. Hỏi chứ sao vậy? Nó thầy coi, con năm nay gần 80 tuổi đầu rồi mà từ ngày con lấy chồng cho tới giờ á, chồng con biểu con ăn, biểu con ngủ, biểu con ngồi, bưng thuốc tới tận giường và sửa soạn bước ra nhà, ông nói đội nón lên coi chừng lạnh, quấn khăn lên coi chừng lạnh. Hầu như con là một em bé. Khổ vô cùng. Ông quản lý rất là chặt. Và thưa các vị, nếu ta nhìn bằng con mắt khác thì không phải là hạnh phúc sao? Có đời sống gia đình được một người chồng vô cùng cưng chiều như thế, thương yêu như thế, bưng nước cho uống, nấu cơm cho ăn, thuốc thì đưa tận miệng và không làm việc chi cả. Mọi việc ông đều chăm sóc một cách tận tình. Thế nhưng bà khóc lên khóc xuống mà nói khổ quá thầy ơi, con bây giờ như một em bé. Trong khi đó thì người ta thèm đời sống như bà không có, thưa các vị. Có những người họ cô đơn trùi trụi giữa trần đời này, bệnh hoạn mong người ta bưng một ly nước không có. Còn bà cụ kia thì chồng bưng tới nơi, mời tận miệng, chưa đau đã chuẩn bị, chưa lạnh đã đắp cho ấm rồi. Thế mà bà khóc và nói con mất tự do, ông quản lý con như một em bé, cho nên con được tới chùa một ngày, ông đưa con tới đây, ông đi về, con mừng còn hơn là cái thứ chi, thưa thầy, con được thoát nạn, con được thoát tù. Thế thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, hạnh phúc với khổ đau nó là một cặp. Không có cái này thì không có cái kia. Không có khổ đau thì không có hạnh phúc. Không có tấm bảng trắng thì không có những dòng chữ đen này để nó nổi lên đâu. Thế thì cái mà tôi gọi hạnh phúc là chi? Nó là đầu này của cây viết thôi. Khổ đau nó là đầu này thôi. Hai cái này nó là hai mặt của đồng tiền. Thế thì từ mức độ cạn ta nhìn vào chiều sâu, thưa các vị, mọi thứ trên nhân gian này nó đều như thế cả.
ta lay lắc giữa trần đời, mong muốn có được một chút lợi, một chút danh, một chút kính trọng của bao nhiêu người. Và không có gì phù du bằng cái chuyện thương mến mà kính trọng với nhân gian này cả, thưa các vị. Họ thương đó rồi họ ghét đó, họ kính trọng đó rồi họ quỷ nhục đó. Hai cái điều này nó là một cặp song sinh. Họ theo bên chân mình, họ suy tôn mình, để rồi mai mốt họ quỷ nhục mình. Chuyện nó là như vậy. Và chưa hề có một kẻ thù nào không phải là bằng hữu của nhau cả. Đây là nguyên tắc á. Tại vì nếu anh không là bằng hữu của nhau thì làm gì anh biết tôi như thế nào để mà thù chứ. Nếu anh không phải là bạn của tôi thì làm gì anh biết rõ đời tư của tôi để anh bươi móc, anh nói xấu tôi chứ. Và người dân nước lã thì thưa các vị, mắc gì đâu mà nói xấu nhau, mắc gì đâu mà quỷ nhục nhau. Cho nên rõ ràng là hai cặp này, thiện và ác, khổ và vui, hạnh phúc và bất hạnh, nó là một cặp cùng có mặt và cùng tồn tại. Thưa, Kinh Văn Đại Thừa định nghĩa Quán Pháp đó là như thế này. Đó là nhìn tất cả mọi pháp đều bình đẳng. Tự tánh nó vốn là không, gọi là quán pháp trong pháp. Thế thôi. Cái thiện cũng như cái ác, cái thánh cũng như cái phàm đều là một loại đối pháp để chúng ta đem sự nhận biết chúng ta nhìn cho thật rõ đó. Ta là cái năng lực của tuệ quán. Nhìn nó là cái bị nhìn, gọi đó là quán pháp trong pháp của Kinh Văn Đại Thừa định nghĩa. Và mình lặp lại, thưa đại chúng, là Kinh Văn Đại Thừa định nghĩa quán pháp trong pháp, nghĩa là nhìn các pháp thiện pháp cũng như ác pháp, bản chất của nó vốn là không, vốn không thực có, tại vì nó làm thành nhau cho nên bản chất nó là không. Và an trú ngay nơi tuệ giác để nhận diện tất cả những pháp sinh diệt đến với tâm thức anh, gọi là quán pháp trong pháp. Ngoại pháp đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc, mọi thứ nó đến với mắt anh thì anh nhận biết nó. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, không phải là anh. Bản chất của nó vốn là không. Rồi nội pháp tức là những cái trạng thái tâm hành của các vị, như buồn, như giận, như ghét, như thương, thậm chí tất cả những cái phần thành đạt của sự tu, như định, như tuệ, như khinh an, vân vân, có mặt trong đây. Anh cũng không được đồng nhất anh vào nó. Anh là cái nhìn, nó là cái bị nhìn, gọi là quán pháp trong pháp. Có đủ dễ hiểu chưa? Các vị nắm được cái điều này chưa? Hay nói gọn lại như thế này: anh luôn an trú trong trạng thái nhận biết. Anh đừng bị những cái sự suy nghĩ phân biệt nó dắt dẫn. Anh đừng đồng nhất anh vào nó, thì gọi là quán pháp trong pháp. Rồi thưa đại chúng, là mình lặp lại cái điều ví dụ này mình đã từng dạy trong Kinh Di Ma Cật ở Sangha rất là hay. Mình ví dụ đó là như một cái chiếc tàu lửa, nó kéo rất là nhiều toa tàu phía sau. Nó có hàng ngàn toa tàu dài vô cùng. Và những toa tàu đó là gì? Đó là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưu tư, là phiền muộn. Đó là những toa tàu đang đi ngang trước các vị. Rồi quán pháp trong pháp nghĩa là các vị đang đứng tại sân ga, các vị nhìn những toa tàu đang ngược xuôi, đang đi ngang qua. Chứ các vị đừng leo lên những toa tàu đó mà đi, gọi là quán pháp trong pháp. Cái ví dụ đó làm cho chúng ta dễ hiểu chưa? Ta là người nhìn, mọi thứ đến và đi là những toa tàu đang đi ngang chứ không hề là ta. Ta là người đứng trên sân ga, nhìn những toa tàu đang đi ngang phía trước. Những toa tàu đó là buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, suy nghĩ nè, phân tích nè, ưu tư nè, phiền muộn nè, ganh tị, vân vân. Mọi thứ vừa sinh khởi trong các vị. Đó là ý tưởng của các vị, ngôn ngữ thầm thì của các vị đều là những toa tàu ngược xuôi phía trước mà không phải là các vị. Các vị là người đứng trên sân ga nhìn thôi. Cái gì là đứng trên sân ga nhìn? Tức là cái năng lực nhận biết đó là người đứng ở sân ga nhìn những toa tàu. Thế thôi. Tổng kết lại quán pháp trong pháp, nghĩa như vậy thôi. Anh Hải là người khách đứng ở sân ga nhìn những toa tàu ngược xuôi, thì gọi là quán pháp trong pháp. Và làm được điều này, thưa các vị, là chứng thánh quả.
Chứ mình đừng tưởng tu là chuyện khó khăn. Tại sao làm được điều này chứng được thánh quả? Điều thứ nhất là các vị không hề đồng nhất các vị vào những toa tàu. Các vị leo lên cái toa tàu buồn thì các vị chìm trong nỗi buồn. Các vị leo lên cái toa tàu giận thì các vị sôi sục trong cơn giận. Các vị leo lên cái toa tàu đó là nỗi thất vọng của các vị thì các vị có khả năng tự sát. Thế nhưng mà cái buồn, cái giận và cái thất vọng đó là những toa tàu ngược xuôi đi ngang qua trước các vị. Các vị là người nhìn. Thế thì không có ông trời nào làm cho các vị tự sát. Và cũng không ai nhận chìm là sống các vị vào cái buồn, cái giận được cả. Các vị hiên ngang sừng sững nhìn những cái buồn giận ngược xuôi đang đến đang đi thôi. Thế thì một phương pháp Đức Thế Tôn dạy cứu được cuộc đời ai đây? Cứu cuộc đời của chính các vị. Không ai cứu ta cả, mà ta là người cứu được ta thôi. Không ai là thầy của ta cả, mà ta là thầy của ta thôi. Không có vị thầy nào giỏi bằng tự tâm của các vị. Không có vị thiền sư nào nhìn được những cái buồn giận đang sinh khởi trong các vị cả. Cũng không có huynh đệ đồng môn nào giúp ta để tu tập được cả, mà ta phải làm điều đó cho chính ta thôi, thưa các vị. Không có năng lực thần linh nào cứu ai hết. Các vị không cứu được các vị thì không có năng lực của thánh thần nào, không có thượng đế nào cứu ta hết, thưa các vị. Không có Đức Thế Tôn nào cứu các vị cả. Và một phương pháp này thôi, gần nhất là gì? Bức mình ra khỏi những cái phiền não ngổn ngang. Phiền não nó tràn đến nhưng mà tôi là người nhìn. Phiền não là những toa tàu ngược xuôi thì không hề có cái chuyện là tôi bị phiền não nhận chìm. Tôi an trú ngay cái tuệ quán, ngay phút giây hiện tiền đó, thưa các vị. Và cái điều này chúng ta đọc hết kinh Tạng đều quy về một điều này thôi. Ví dụ như kinh Nhất Dạ Hiền Giả thì an trú ngay phút giây hiện tại tuệ quán chính là đây chứ không phải là nơi nào khác. Mà cái sự có mặt của tuệ quán bừng lên trong tự tâm các vị thì ngay nơi đó các vị giải thoát. Giải thoát khỏi phiền não, giải thoát khỏi khổ đau, cắt đứt cái con đường, cắt đứt cái con đường ngã chấp bời bời dính với các vị từ ngàn vạn kiếp. Liền tức khắc các vị liền các vị vào bản thể vô sinh vô ngã thôi. Và tu không phải là cái chuyện gì khó khăn, tại người ta không chịu tu đó thôi. Diệt phiền não không phải là chuyện khó khăn, tại người ta không ưng diệt đó thôi. Và thậm chí chứng thánh quả không phải là chuyện khó khăn, tại người ta không chịu chứng đó thôi. Người ta thích luyện mình vào phàm phu để xoay quanh trong ba cõi sáu đường thôi. Anh bức anh ra khỏi những cái nỗi niềm thất vọng cũng không phải là khó. Thất vọng là cái trạng thái tâm thức đến với anh thôi. Anh là cái người nhìn nỗi thất vọng mà. Thế mà nói là tôi thất vọng vô cùng. Nói cái điều rất là vô lý. Nói tôi khổ vô cùng cũng là điều vô lý. Tại sao vậy? Thưa, khổ là những toa tàu nó đến. Các vị là người đứng nhìn những toa tàu kia, các vị nào hề là những toa tàu đâu mà nói tôi khổ. Nói cái điều đó rất là vô lý, thưa các vị. Và trong cái từ ngữ Phật học thì gọi đó là vô minh. Vô minh nghĩa là gì? Không có trí tuệ. Không có trí tuệ nghĩa là gì? Nói một cái từ rất là chuẩn mực, đó là ngu si. Và mình cam thân phận làm kẻ ngu si mới lạ giữa trần đời này. Mình không có khả năng nhìn được phiền não của mình thì mình là người vô minh. Trong khi đó thì cái chuyện này, thưa các vị, rất là rõ ràng. Về cái lĩnh vực luận lý mà nói thì các vị nhìn được cái bản này thì bản là đối tượng trước mắt của các vị chứ không phải là các vị rồi. Các vị nhìn được ông A, nhìn được bà B thì mọi người đều là bên ngoài các vị mà không hề là các vị. Rồi các vị nhìn được cái phiền não của tôi, cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái bất an của tôi, cái ưu tư phiền muộn của tôi. Thế thì tôi là người nhìn. Phiền não là cái bị nhìn chứ không hề tôi là phiền não. Không hề tôi là nỗi thất vọng. Thế mà mình nói là tôi thất vọng não nề. Tôi khổ vô cùng. Nói rất là vô minh, thưa các vị. Vô minh thiệt hay là tôi du khống đây? Thưa, du khống nhau làm gì? Nói mất lòng nhau, người ta ghét mình thì có. Nhưng mà mình thấy như thế,
Cho nên người ta ghét thì cứ ghét, nhưng chuyện của mình nói là nói lời rất là thật thưa các vị. Và mình nghĩ cứ nói cái kiểu này là người ta không có ưa đâu thưa các vị. Mà càng ngày mình càng nói cái điều mình thấy như thế thôi, không thể nói khác được. Chiều uống nhân tình đã nhiều rồi, bây giờ không có chiều nhân tình nữa, cứ nói thẳng những điều mình nghĩ thôi. Và thưa các vị, chánh pháp của Phật không hề chiều uống nhân tình. Đúng nó là như thế. Anh vương đến tầm cao, anh đẩy tâm thức anh lên đến tầng cao, anh nhận ra điều này, chứ chánh pháp không hề hạ xuống. Để nó tùy theo tâm thức phàm phu của ta. Có nhiều khi Đức Thế Tôn mỉm cười khinh dễ ta vô cùng. Tại sao khinh dễ? Ngài thấy cái chuyện phiền não khổ đau là chuyện không thực có, thế mà chúng sinh nó chìm trong phiền não mới lạ. Thấy cái chuyện khổ sở bất an là cái chuyện vô cùng phi lý, mà mình thấy cái đó là nỗi khổ thiệt mới là lạ cho. Và mọi thứ dưới tầng đời này các vị mà than khổ là do các vị tự tạo thôi, chứ không hề có cái khổ thiệt. Rồi mình quán chiếu lại đời sống mình thì thấy điều này ngay à. Các vị sinh ra giữa trần đời, các vị thử nói cho tôi nghe là các vị cột dính tay của các vị với một người nào để có mặt giữa nhân gian đâu. Một mình một thân với cái nhau trên cuốn rúng, là người ta cắt cái nhau rúng của các vị, thì các vị phải thở bằng mũi của các vị để sống còn. Các vị phải ăn bằng miệng của các vị để các vị sống còn. Các vị phải suy nghĩ bằng cái đầu của các vị để các vị phán quyết về mọi việc. Và các vị đi trên hành tinh này một mình một bóng thôi. Thế rồi 30 tuổi, 20 mấy tuổi mình gắn cuộc đời mình với một người thì mình làm cái chi? Mình tưởng là đây là duyên nợ, ông Tơ bà Nguyệt khéo buộc mình lại với người kia. Thứ ai mà buộc làm chi? Rảnh đâu mà làm cái chuyện vô công rồi nghề. Do tâm thức của các vị khởi một ý niệm thôi, ý niệm yêu thương vẩn vơ thôi, rồi 1.000 ý niệm nó cuồn cuộn nó khởi theo, rồi ta nghĩ là chừng như là nghiệp của tôi, rất là vô lý. Thưa các vị, người ta thử nghiệm điều này thôi, mình nói ra đây rồi mất lòng nhau cũng nói luôn. Người ta cột một cái miếng chi, có một dòng điện đi ngang qua, gài con chuột, nó tới nó cắn một miếng, điện giật nó sụt lùi lại. Cái món thì thơm và ngon, thế nhưng mà có cái thứ gì nó làm cho mình không thể ăn được, nó giật cả người. Lần thứ hai nó mon men lại, nó cắn một miếng cũng bị điện giật. 3 lần như thế thưa các vị, sau đó thì để cái miếng chi kia đố mà dám nó cắn được. Nó sợ điện giật. Và lúc bấy giờ thì không có điện gì cả. Và người ta đã từng nuôi chuột và mèo chung một chỗ, các vị có hình dung được điều này không? Vào năm 70 thôi, chúng ta có dịp ở Việt Nam về Cồn Phụng coi Ngài Đạo Dừa, Ngài nuôi chuột và mèo chung một cái lồng thế này. Con chuột đó, nó nằm trên lưng con mèo nó chơi thôi. Mèo không ăn chuột. Chuyện lạ xưa nay. Mèo Việt Nam thì đố hề nó tha con chuột nào. Mèo Mỹ thì nó không bắt chuột, thưa các vị. Nó không thèm ăn đâu. Nhưng mèo Việt Nam thì đừng hòng. Thế mà ông nuôi mèo và chuột chung một chỗ. Người ta hỏi tại sao? Và người ta tưởng đâu là cái chuyện linh thánh xảy ra, nhưng mà kỳ thực do vì ông nuôi nó hồi bé thưa các vị. Con mèo và chuột nhốt chung từ tấm bé, lúc mà nó chưa biết ăn, thế thì nó là thân tình với nhau, là anh em với nhau, cho nên nó không hề sợ nhau. Thì cái trường hợp của chúng ta, ái nghiệp của chúng ta nó cũng như thế thưa các vị. Chẳng may là trong tự thân các vị nó có một cái loại hormone nào đó, khi các vị nhìn, các vị khởi một ý niệm thương yêu về người kia, cho nên cái nội tiết tố của các vị nó phát ra, nó tiết ra, rồi làm cho các vị cảm thấy như ngây ngất, cảm thấy như người kia mà không có là mình chết được. Nhưng mà kỳ thực, cơ thể các vị nó lừa gạt các vị là một, rồi ý thức của các vị nó lừa gạt các vị là hai. Cho nên mình tưởng rằng mình chìm ngập trong cái nỗi khổ khi không có người đó thương mình. Nhưng mà, thưa đại chúng, là hành tinh này, con người ta sống độc thân hàng tá người, có ai chết đâu. Và có nhiều người, người thương họ chết, họ có chết chóc gì đâu. Thế thì mọi thứ trần đời này thưa các vị, nó đều rất là phù du. Nó do ta tự buộc ràng ta, chứ không hề có cái chuyện gọi là ràng buộc gì nhau. Quá khứ nghiệp của các vị nó có thể có, nhưng mà nếu các vị tu thì mọi thứ này đều rơi rụng cả. Và đa phần 99,9% những nỗi khổ đời người do người ta tự tạo ra,
Người ta tự thắt những sợi dây rồi buộc ràng đời sống người ta lại để dìm chết cuộc đời người ta mà thôi. Đúng nó là như thế. Nếu mà mình luyện đời mình giữa trần gian á, thì thôi anh cứ nổi chìm trong cuộc biển dâu. Anh luyện đời mình vào cái cuộc chìm nổi đó thì thôi cũng được đi. Bồng bềnh trong cõi tử sinh với người ta cho vui. Thế nhưng mà luyện đời sống mình vào già lam để tu, thưa các vị, không làm được một việc là hiện đời giải thoát thì vô cùng phi lý. Để cho những chuyện vẩn vơ đó, nó làm ô uế tâm thức, nó làm đục ngầu vùng trời tâm của ta. Thế thì thưa các vị, vô cùng vô lý. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, là Kinh Văn Đại Thừa có một cái định nghĩa rất là chính xác để cho chúng ta tu, đó là mọi đối tượng các vị nhận biết đều được gọi là pháp cả. Điều thứ nhất, bản chất của pháp nó vốn là không, vốn không thực có. Pháp lành, pháp dữ, pháp thiện, pháp ác, pháp phiền não, pháp nhiễm ô, vân vân, đều bản chất là không thực. Bản chất của nó không có cái tự thể gì bên trong cứng chắc. Bản chất của phiền não nó cũng không có cái tính năng gì nó nhận chìm các vị được cả. Nó không có cái gì gọi là nhận chìm đời sống ta. Cái ghê gớm nhất của trần đời này là cái nghiệp ái của con người, bản chất của nó vẫn là không nữa. Nếu mà mình không quán chiếu, mình không tu được thì mình thấy nó rất là ghê gớm, nó ràng buộc mình đời này qua đời sau. Thế nhưng mà nếu mình tu được thì thưa các vị, bản chất của nó là không ạ. Chỉ cần giảng dị một điều, các vị là cái nhìn, các vị là cái nhận biết, các vị là cái tuệ tri, thì không hề có một loại nghiệp nào ràng buộc các vị được cả. Và mình quán pháp trong pháp theo cái tinh thần Kinh Văn Đại Thừa, thưa các vị, nó được trải ra từ gốc nguồn của điều Đức Thế Tôn dạy, cho nên nó không khác gì với lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Điều thứ hai là an trú ngay pháp quán, tức là an trú ngay cái năng lực tuệ tri của các vị, thì các vị làm cho mọi pháp triền phược của nhân gian này đều rơi rụng, đều tan biến. Các vị an trú ngay nơi tuệ quán thì các vị làm cho mọi thứ phiền não của đời người tự nhiên bị đốt cháy. Và không cần nhiều, ba hơi thở niệm thân hành đi vào đi ra, để tâm đủ định tĩnh rồi mình nhận diện tất cả những cái pháp sinh khởi từ bên trong, pháp sinh khởi từ bên ngoài, thì thấy bản chất của nó vốn là không, vốn là rỗng, vốn là không có tự tánh. Thì các vị đi ngang qua được cái tầng này và thành đạt được tuệ quán. Và thưa đại chúng, là chúng ta đã đi ngang được cái phần định nghĩa về danh ngôn của nó từ Kinh Văn. Và mình nghĩ nói chừng đó đủ nhiều rồi. Còn mấy phút nữa thôi, thôi dừng ở đây để dành đó bữa khác nói tiếp. Và nếu các vị cảm thấy là học cái môn này nó nhức lỗ tai quá thì nghĩ thì tôi cũng rất là hoan hỷ. Và thưa đại chúng, là Kinh Văn A Hàm nhiều bài kinh cực kỳ hay. Tôi cứ mỗi lần trước khi nghỉ trưa tôi đọc một bài hoặc hai bài. Vừa mở mắt là đọc một bài hoặc hai bài. Trước khi ngủ buổi tối đọc một bài hoặc hai bài. Và thì thưa các vị, ai cũng có nhiều việc để làm cả. Mà chúng ta, mình nhắc lại, là những người xuất gia, các vị không có dành được chút thời giờ để đọc vào những trang kinh của Đức Phật thì vô cùng là kỳ lạ. Người ta ở đời bận trăm công nghìn việc, người ta không có lấy trí tuệ làm sự nghiệp, thì thôi, họ làm sao cũng được. Họ sống một đời trôi qua không có làm sao cả. Thế nhưng là một người tu luyện mình vào dòng chảy tuệ giác của Đức Thế Tôn mà không đọc những lời dạy của Đức Thế Tôn, thế thì vô cùng phản bội. Không có một lời nào trong nhân gian có thể bì được lời dạy của Đức Thế Tôn cả. Thánh thiện, trong sáng và những bài kinh dạy chúng ta thực tập thôi. Thế mà mình không đọc được thì rất ư là vụng về. Và cái phương tiện giúp cho chúng ta học bây giờ nó không phải thiếu. Người ta đã đọc sẵn trong những cái CD thế này. Từ Kinh Văn Đại Thừa cho tới văn học Nikaya, cho tới văn học A Hàm, tức là văn học Nikaya được dịch qua Hán Tạng, dịch lại tiếng Việt.
đâu có là bao nhiêu người ta cho không mà, năng nghĩ nghe đó. Thế mà mình lại không có khả năng nghe được những bài kinh, không khả năng đọc từng bài. Thế thì cái chuyện lạ. Và chừng như tôi dạy học gần 10 năm mà nghe ra dường như chỉ có một thầy nghe được lời mình, rồi mỗi tối thầy đều cắm cúi thầy đọc kinh, chứ còn tôi chưa hề nghe ai phát tâm mà mỗi ngày đều đọc kinh. Chỉ có một người duy nhất thôi thưa các vị. Thầy đó thầy nói, con nghe lời thầy, con bắt đầu con đọc tới 3 tháng. Rồi tới tháng thứ 4 con mới bắt đầu con thấy rất là hứng thú. Chứ 3 tháng đầu con ép con đọc thôi, chứ con không muốn đọc bao giờ. Phải bắt ngồi đây đọc cho ta. Rồi nó nghe lời nó ngồi được 3 tháng, rồi sau đó tới tháng thứ 4 mới bắt đầu có cái niềm cảm hứng thì đọc vào trang kinh. Thế thì các vị hình dung coi, mình là một người tu đọc kinh mà cảm thấy hứng thú là duyên lành đã lớn với Tam Bảo rồi. Mình bỏ tiền ra mình mua đủ mọi thứ mà không thỉnh về được mấy bộ đại tạng để cho chúng đọc cũng là chuyện lạ nữa. Và tôi nghĩ là thư viện của xóm mấy thầy hay xóm mấy cô thì đều có Đại Tạng Kinh Việt Nam. Và Đại Tạng Kinh Việt Nam đâu phải một hai cuốn. Thế mà nói là tôi không có kinh đọc cũng là cái chuyện lạ nữa. Nói mất lòng nhau thì ráng chịu, nhưng mà dường như tôi nói thẳng, nói thật lòng tôi. Dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.